Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là một năm may mắn, họ sẽ tạo ra một bước đột phá trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì hậu quả là sự căng thẳng nặng nề có thể khiến cho họ khó thở. Nếu bạn tham khảo ý kiến một cách khiêm tốn từ người có kinh nghiệm, có thể làm cho họ có những lời khuyên tuyệt vời và giúp cho bạn mở đường cho sự nghiệp phát triển trong tương lai. Mối quan hệ tình cảm thì lên xuống. Nếu bạn có ý định kết hôn, tốt hơn hết là tránh tranh cãi để đảm bảo mọi thứ đều đi đúng hướng. Để nắm bắt cơ hội thăng tiến tại nơi làm việc, bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn để giành được sự chấp thuận từ cấp trên và đặt mình vào một môi trường năng động vào năm 2020. Nếu cần, có thể hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm. Họ muốn tư vấn cho bạn về cách để đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Mệnh chủ tuổi Tỵ sinh năm 1989, nạp âm ngũ hành là đại lâm mộc, đa phần là người thông minh, lanh lợi, vợ chồng hòa thuận, làm việc được như ý. Nam mệnh thì thích khoe khoang, nữ mệnh cư xử tốt với mọi người. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, mộc thổ tương khắc nên mệnh chủ cần phải chú ý tới các bệnh liên quan về gan, mật và xương cốt nhiều hơn nữa. Năm nay cần thông qua cố gắng của bản thân mới có thể vất vả nhưng lại được tài. Trong công việc thì chỉ có hết lòng làm việc, lãnh đạo sẽ dành cơ hội trọng dụng bạn. Về mặt tình cảm, vận đào hoa rất vượng, người độc thân thì dễ dàng gặp gỡ được ý trung nhân một cách bất ngờ, có người yêu thì phải đề phòng đào hoa ảo. Sử dụng đồng hồ chiêm công kích tình duyên để tăng cường đào hoa vận, giúp hòa hợp vợ chồng cũng như là tăng cường nhân duyên để sớm có được người như ý. Kỷ âm thổ gặp canh dương kim là thương quan. Trong năm Canh Tý 2020 này, tuổi Kỷ Tỵ cần phải quan tâm tới đường công danh sự nghiệp của mình. Nhất là những người theo đường quan vận cần phải để ý đến các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Thiên ất quý nhân đóng mệnh. Thiên ất quý nhân cho thấy bản mệnh tuổi Kỷ Tỵ, mọi chuyện đối với tuổi Kỷ Tỵ vào năm 2020 thuận lợi may mắn, giúp cho con đường công danh tài lộc của gia chủ được thuận lợi. Tổng quan về vận hạn của tuổi Kỷ Tỵ trong năm 1989, năm Canh Tý. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Kỷ Tỵ, nam mạng đó là gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương thì đem lại may mắn, tốt lành, phát triển công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tiên vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, phát lộc lên cao. Vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ thì lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nam mạng trong năm 2020 gặp hạn toán tận. Những người có hạn toán tận trong năm nay thì sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó thì những ai có nguy cơ cao nhất đó là bị cướp bóc. Thứ hai đó là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu có những người phúc đức kém, vận số xấu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú có ngũ hành là thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra thì cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Huỳnh Tuyền chủ sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh thì kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về phương án kích hoạt tài lộc, cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, giáp hợp với kỷ hóa thổ vào những tháng Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu. Tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là chuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là kỷ có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, Ất Sửu 1985, Ất Mão 1975, Ất Tỵ 1965, Ất Mùi 1955, tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Tỵ, Dậu, Sửu hóa kim vào các tháng Tỵ, Ngọ, Mùi, Tý, Sửu, tức là các tháng 4 và tháng 4 nhuận, 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với mệnh chủ tuổi Dậu, cần chọn ngày hoặc là giờ Sửu, và ngược lại nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Sửu thì sẽ chọn ngày giờ là Dậu. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Kỷ Tỵ năm 1989 sẽ là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002, Mậu Ngọ 1978, Giáp Ngọ 1954, Canh Ngọ 1990. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí như là nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Kỷ Tỵ năm 1989 sẽ là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Bính Tý sinh năm 1996, Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960, Giáp Tý 1984 và Mậu Tý sinh năm 2008. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Kỷ Tỵ sinh năm 89 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, Giáp Thân sinh năm 2004, Canh Thân sinh năm 1980, Mậu Thân sinh năm 1968, Nhâm Thân sinh năm 1992, Bính Thân sinh năm 1956. Do Tỵ Hợi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Hợi. Nếu tiến hành thì cần có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Thân Tỵ thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa Âm Quý Nhân trong trường hợp này chúng ta có thể đưa lên ưu tiên hơn. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Kỷ Tỵ 1989 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, Quý Hợi sinh năm 1983, Kỷ Hợi 1959, Đinh Hợi 2007, Tân Hợi sinh năm 1971 và Ất Hợi sinh năm 1995. Vị trí cung tài lộc: Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty thì mệnh chủ cần phải luôn chú ý giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí, có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt tài lộc, hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để có thể bài trí, an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ Cửu Tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần quá chú trọng để ý nhiều. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng. Xét đến Kim Lâu thì năm 2020 Canh Tý, gia chủ 32 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay thì trong năm này mệnh chủ không phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là 41 tuổi nên phạm phải Hoang Ốc. Xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm Canh Tý 2020, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí của từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Đối với nam mạng Kỷ Tỵ sinh năm 89 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, sát theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy, sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất, đó là Tây Tứ Trạch, là hướng Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, hướng Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra thì cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch sẽ là hướng Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Kỷ Tỵ sinh năm 1989 sẽ thuộc cung Tốn, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh. Vì vậy, hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra thì cần tránh bốn hướng xấu đó là hướng Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát và Tây Nam là Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao Lộc Tổn thuộc Thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, phạm vào thì bị thị phi, khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài, tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài. Phạm cung tuyệt mạng thì có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp phải nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này thì rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hướng được diên niên. Đây là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, chung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật, đại vượng, khoảng 1 năm thì có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trên kênh nhé! Và thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung xắc trong nhà. Và tiếp theo là phần két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thì thường được đặt là phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn thì sẽ giống như là bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh tươi. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút nhiều tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp được may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân thì còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy là mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 89. Việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng, ngày, giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phần dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy, tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.